với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Championship, Norwich trở lại ngoài hạng Anh một cách vô cùng mạnh mẽ sau một mùa vắng bóng. Chim Hoàng Yến đã vô địch giải hạng nhất Anh với thành tích vô cùng ấn tượng nhờ có đội hình chất lượng và chơi tốt ở khâu phòng ngự lần phản công. Và lần trở lại này, Norwich cần phải cẩn thận hơn rất nhiều nếu như không muốn nhận phải kết cục tồi tệ như ở ngoài hạng Anh mùa giải năm 2019-20. Ở lượt trận đầu tiên, đội chủ sân Carrow Road phải đối mặt với Liverpool và họ không được đánh giá cao trong trận đấu này. Premier League năm 2021-22 là mùa giải thứ 59 liên tiếp mà Liverpool thi đấu tại giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù và đẳng cấp của The Kop là không thể bàn cãi. Ở mùa giải vừa rồi, Liverpool phải trải qua một cơn bão chấn thương vô cùng khủng khiếp khi hàng loạt những cái tên trụ cột của họ thi nhau nằm lên giường bệnh. Vậy nên đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã không thể bảo vệ được danh hiệu vô địch ngoài hạng Anh của mình và cán đích ở vị trí thứ 3. Liverpool đã chuẩn bị cho mùa giải mới với 5 trận giao hữu và có 3 trận thắng 1 và 1 thua. Ở trận giao hữu gần nhất gặp Osasuna, Liverpool dù không đá hết sức vẫn dễ dàng có được chiến thắng 3-1 trước đội bóng từ La Liga. Bên phía Norwich, họ cũng có giai đoạn tiền mùa giải cực kỳ ấn tượng với 4 trận thắng và 1 trận thua. Trong trận đấu gần nhất, tân binh của mùa giải mới đã để thua 0-3 trước đội bóng đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh mùa giải vừa rồi, Newcastle. Trong 5 lần chạm mặt giữa Norwich với Liverpool, The Kop luôn là đội được đánh giá cao. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Chim Hoàng Yến trước Liverpool chỉ là trận hòa 1-1 từ hồi 2015 và những màn rượt đuổi tỷ số đã đi vào lịch sử với kết quả như 2-3 hay 4-5 ở những mùa giải trước đó. Các chuyên gia bóng đá dự đoán hai đội hòa nhau tỷ số 0-0 trong 90 phút thi đấu.